Sau khi có thông tin Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho phép các địa điểm ăn uống được phục vụ tại chỗ trong điều kiện cho phép, thì trong chiều ngày 24 tháng 10, nhiều chủ hàng quán đã rục rịch dọn dẹp để chuẩn bị trong sự vui mừng và cả những lo lắng. Cũng chưa có dự định gì, tại mới có quét dọn lại cũng như làm lại một hai cái bàn thôi. Còn đồ ăn thì cứ chưa chuẩn bị gì hết, cũng bán bình thường giống như ngày thường, ngày còn dịch vậy thôi. Còn nếu mà để bán từ từ coi khách lượng như thế nào thì mình phải tăng lên. Nếu như ngày 25 thông tin cho bán tại chỗ là thật thì quán sẽ phục vụ khách tại chỗ, tại vì quán đã chuẩn bị hết tất cả các thứ, bàn ghế đồ này nọ để chờ ngày khách đến thôi. Quán mình vẫn giữ nguyên như vậy, tại vì sợ trong mùa dịch là bán mang về rồi khách đã quen mua về thì cũng sẽ có một số người hạn chế lại quán thôi. Bây giờ mình sẽ bán như vậy như cũ chứ không có tăng số lượng được. Đã hơn 4 tháng dịch vụ ăn uống tại chỗ bị gián đoạn, hơn bao giờ hết các chủ hàng quán tại Sài Gòn luôn từng ngày mong mỏi được phục vụ thực khách ăn uống tại chỗ để có thêm nguồn thu nhập nhằm chi trả cho các chi phí khác nhau. Cảm thức tôi chắc rất là mừng, chắc có thể ngủ không được luôn. Tại vì 4 tháng mấy rồi là không gặp khách hàng, khi cho ngồi ăn lại gặp khách hàng là rất là mừng, tại vì khách hàng rất là vui vẻ, có thêm thu nhập nữa, có lợi nhuận cho tôi nữa. Cảm thức của mình là vui, tại vì thật sự mấy tháng nay là không có làm ăn gì được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thấy mọi thứ nó giống như là thành phố nó buồn quá. Nếu mà nhà nước cho làm được như vậy thì mừng, tất cả các quán đều mừng chứ không phải riêng quán em. Ngoài sự phấn khởi, các chủ hàng quán như chị Yến hay anh Phong đều hiểu rằng thành quả chống dịch ban đầu mà ngày hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh đạt được là quá trình rất dài và gian nan của cả chính quyền và người dân. Chính vì vậy, dù được phục vụ ăn uống tại chỗ, việc bố trí bàn ghế vẫn phải tuân thủ giãn cách và quy tắc 5K phải được đặt lên hàng đầu. Nếu mà thật sự là cho ngồi lại sau ngày 25 tháng 10 thì tôi cũng dự định kế quán kế bên đây là 036. Tôi sẽ mở thêm một cái quán kế bên, tại không gian quán này rất là nhỏ, rất là hẹp, tại vì bây giờ cũng còn dịch bệnh. Thành ra tôi tính định mở quán kế bên là cái không gian cho nó rộng rãi ra, để cho khách ngồi là khoảng 2 mét, một bàn 2 người và cách nhau 2 mét, cho nó rộng rãi chứ không gian này rất là nhỏ. Hiện giờ mình vẫn tuân thủ theo 5K là bán cái số lượng có hạn để khách có thể giữ sức khỏe, hạn chế lại, không có cho ngồi tập trung theo của chỉ thị nhà nước.